Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị ba trận cờ rất hay vừa diễn ra tối qua, ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Lại Lý Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ. Mời anh chị xem, trận đầu tiên, Đức Hậu Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, Lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
将军。将军。将军。Chơi đến đây thế trận khó chống, Đức Hậu buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai, là Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Lương Lãng Nghệ Trung Quốc cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军.将军.将军.
将军.将军.将军.将军.将军.将军.将军.将军. Chơi đến đây mất mã, Lương Lãng Nghệ buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba, là Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Lương Tuấn Hào Trung Quốc cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
Chuyên. 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 Chơi đến đây sát cục, Lương Tuấn Hào buông cờ nhận thua. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.